Rồi, bắt đầu nhá. Xin chào cả nhà. Xin giới thiệu, tôi là bác sĩ Nguyễn Hoàng Cương, là bác sĩ phẫu thuật của trung tâm thẩm mỹ bác Dr. D, có địa chỉ duy nhất tại tầng 8 bệnh viện Đông Đô, số 5 xã Đàn, Kim Liên, Hà Nội. Hiện tại bây giờ là 13:05 và chúng tôi, kíp mổ của tôi gồm có thạc sĩ bác sĩ Lê Hữu Điền và tôi, bác sĩ Nguyễn Hoàng Cương, vừa mới hoàn thành xong thêm một trường hợp nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đó là một trường hợp mà tái tạo lại vòng 1 cho một bà mẹ sau sinh. Trường hợp này sau khi sinh hai cháu, cũng thông thường thôi, vẫn là tình trạng chung sau khi phẫu thuật, đó là tình trạng teo tuyến vú hai bên sau khi phẫu thuật. Và ngày hôm nay trường hợp này lại thêm một trường hợp mà cũng tương đối là đặc biệt và tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đó là một trường hợp mà rồi một vài thông tin cơ bản của khách hàng đã. Rồi. Nào các em không vào màn hình của anh nhá, làm xấu màn hình rồi. Ok. Rồi, bạn ôi, tên xóa rồi hả? Tốt. Bạn gái đến từ thủ đô Hà Nội, tưởng sự Hà Nội còn viết tắt này kìa. Sinh năm 1992, năm nay 26 tuổi, vào ngày 6/3/2018, còn 2 ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Đến từ thủ đô Hà Nội, tình trạng chẩn đoán trước khi phẫu thuật đó là teo tuyến vú sau sinh. Cân nặng là 43 kg và chiều cao là 1m50. Và những thông tin cơ bản của khách hàng đó là bạn gái 26 tuổi, bà mẹ hai con, đến từ thủ đô Hà Nội, với các chỉ số BMI, thông số hình thái cơ bản đó là chiều cao là 1m50 và cân nặng là 43 kg, chẩn đoán trước khi phẫu thuật đó là tình trạng teo tuyến vú hai bên. Rồi, để tiện cho các bạn có thể dễ dàng được hình dung thành quả lao động của chúng tôi, thì tôi xin phép được chia sẻ với các bạn. Đây là ngực trước khi phẫu thuật của khách hàng. Đấy, ngay từ khi mới nhìn vào các bạn đã hình dung, đã có thể sơ bộ nhìn thấy có một sự đặc biệt ở đây là gì. Thứ nhất là hai ngực không cân đối nhau, không cân đối. Thứ hai nó teo lép gần như hoàn toàn cả hai ngực. Và thứ ba nữa là bạn gái cũng không được có chiều cao cũng tương đối là khiêm tốn, với 1m53 thôi. Đấy, do đó nên chúng tôi vẫn phải cân nhắc lựa chọn làm sao thế, lựa chọn loại túi và đường phẫu thuật làm sao cho nó phù hợp. Đây là clip trước khi phẫu thuật mà sau khi chúng tôi đã thiết kế đường mổ cũng như về xác định thể tích túi đặt cho bạn. Các bạn có thể nhìn quan sát. Rồi ở tư thế nằm ngang nhìn ngang như thế này thì gần như tuyến vú không có một tí tẹo nào. Chỉ một chút xíu của bên phải, ngực bên phải thì còn hơi nhô ra một chút xíu như quả cau. Rồi ạ, chỉ như quả cau thôi. Còn lại bên trái gần như không có gì. Sau khi khách hàng đã đến trung tâm thẩm mỹ Dr. D của chúng tôi để thăm khám và tư vấn, sau khi đo đạc các chỉ số và thăm khám, đánh giá các yếu tố liên quan, ví dụ như chiều cao, cân nặng, độ rộng thành ngực, chiều dày lớp mỡ dưới da, và chúng tôi đã và độ là chênh lệch thể tích giữa hai ngực, thì chúng tôi đã cân nhắc, đã quyết định là lựa chọn cho bạn là túi Mentor, hãng Mentor, túi trơn. Và thể tích là chúng tôi quyết định là bù bằng thể tích, tức là bên phải có một chút xíu tuyến rồi thì chúng tôi đã quyết định là đặt túi nhỏ hơn, và bên trái có tuyến vú, bản thân tuyến vú ít hơn, ban đầu thì tuyến vú ít hơn nên chúng tôi đã quyết định là đặt thể tích to hơn để có thể bù lại được thể tích giữa hai tuyến vú hai ngực. Đường mổ là chủ vì đây, ngay như bản thân các bạn có thể thấy khách hàng sau khi sinh hai cháu thì cho baby bú tí hơi nhiều nên quần ngực cũng tương đối là to, cả một cái băng dính của tôi che đi rồi nhưng mà bầu ngực vẫn còn hơi rộng.
Do đó chúng tôi là quyết định, và khách hàng bản thân khi khai thác là khách hàng cũng không có nhu cầu sinh con thêm nữa, do đó nên chúng tôi đã quyết định là lựa chọn đường phẫu thuật là thông qua đường quầng, kết hợp là thu nhỏ quầng một chút xíu, là để cho nó duyên dáng nhỏ gọn hơn. Đấy, các bạn có thể thấy thông thường thì những ca khác thì chúng tôi vẫn thông thường là lựa chọn cái đường chân ngực. Tuy nhiên đối với trường hợp này, đường chân ngực lại không phải là một option đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn, mà chúng tôi lựa chọn là đường quầng để có thể kết hợp vừa đặt túi vừa thu nhỏ quầng. Đấy, vì sau khi khai thác thì nhu cầu sinh con của bạn cũng không có nữa, nên sẽ không lo sợ cái hiện tượng là ảnh hưởng đến tiết sữa về sau khi sinh con. Đấy, các bạn có thể nhìn lại một lần nữa các cái trước khi bác sĩ quay trực tiếp thành quả lao động của chúng tôi, thì các bạn có thể nhìn lại một lần nữa. Tuyến vú trước mổ gần như teo lép gần như hoàn toàn, và có độ lệch giữa hai bên. Độ lệch về tuyến vú, thể tích tuyến vú còn lại giữa hai bên, bên phải to hơn, bên trái nhỏ hơn. Chiều cao là 1m50, cân nặng là 43 kg. Rồi, ngày hôm nay là 6 tháng 3, chúng tôi đã quyết định là lựa chọn túi. Dự kiến trước khi phẫu thuật, ngay khi trước khi phẫu thuật là chúng tôi quyết định là lựa chọn túi Mentor này, hãng Mentor. Thể tích, lệch thể tích giữa hai bên, đó là bên phải thì 275 và bên trái là 300. Dự kiến túi ngực trước khi phẫu thuật của chúng tôi là túi có độ nhô cao là 2 profile. Tuy nhiên sau khi phẫu tích, sau khi bóc tách khoang đặt ngực thì kiểm tra cái kết hợp với cả thăm đo đạc độ dày lớp mỡ dưới da, kèm theo như các bạn có thể nhìn thấy ngay phía dưới là cái khung xương sườn của bạn nhô lên, đánh giá là bạn rất gầy. Do đó nên túi càng độ nhô cao thì về sau sẽ càng lộ các cạnh của túi. Do đó nên chúng tôi đã quyết định thay đổi từ độ nhô cao trước khi phẫu thuật, sau khi bóc tách thì chúng tôi đã quyết định thay đổi là đổi sang vẫn là túi Mentor, vẫn là thể tích tương đối ứng giữa hai bên, đó là 275 bên phải và 300 bên trái. Chúng tôi đã đổi từ độ nhô cao sang độ nhô trung bình. Vâng, đấy, thì các bạn tôi có thể giải thích cho các bạn một vài ý nghĩa của một vài cái một vài hình ảnh, một vài các thông số dựa trên màn hình. Xin lỗi các bạn, quá nhiều người đang nhắc tên bác sĩ Cương nên bác sĩ Cương hơi ho một chút xíu. Rồi, đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là hai túi ngực mà chúng tôi đã đặt cho khách hàng. Bên trái là theo như dự kiến ban đầu, bên trái là 300, túi ngực hãng Mentor, made in USA, nhập khẩu, phân phối và trực tiếp tại với công ty Johnson & Johnson Việt Nam. Moderate plus, độ nhô trung bình, một độ nhô trung bình plus hơi cao hơn một chút xíu. Bên phải, bên phải là túi ngực 275cc, cũng là Mentor, cũng là Moderate plus và cũng được sản xuất và made in USA. Túi ngực Mentor thì có hai thị trường sản xuất lớn, đó là Costa Rica và USA. Do đó nên một vài cái trường hợp mà chúng tôi dùng ở đây thì không phải là made in USA mà là made in Costa Rica. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn yên tâm rằng đó chỉ là nhà máy sản xuất của Mentor thôi, còn tất cả đặt tại Costa Rica thôi. Còn tất cả, ví dụ giống như iPhone, một điện thoại iPhone mà sản xuất tại Trung Quốc, đó vẫn là một điện thoại của Mỹ chứ không phải là của Trung Quốc ạ. Vâng, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng túi ngực của chúng tôi sử dụng cho khách hàng. Đây là hai túi ngực tương ứng, hai thẻ bảo hành cứng tương ứng với thêm cái ảnh hai túi ngực tương ứng với hai khách hàng, hai thẻ bảo hành cứng tương ứng với hai túi ngực đã được sử dụng cho khách hàng. Đấy. Thì sau mỗi túi ngực sẽ có một cái tem này, thì chúng tôi dán đồng thời cả hai trên một thẻ. Chúng tôi sẽ giữ một thẻ và khách hàng sẽ giữ một thẻ. Vâng, đấy, các bạn có thể thấy đây là những cái thẻ bảo hành của hãng và thẻ lưu lại thông tin của khách hàng để chúng tôi có thể kiểm tra và lại theo các thông tin của khách hàng nếu có vấn đề về sau, khi nếu mà khách hàng muốn sau 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc là 10, thậm chí là 10 năm các khách hàng đến khám lại, chỉ cần đưa ra thông số này
đưa ra như thế này là chúng tôi có thể biết là khách hàng hãng mentor này, khách hàng tên là gì này, ngày phẫu thuật, năm phẫu thuật này, bác sĩ phẫu thuật này, và thể tích của túi ngực, và cái này thông số này là của túi cũ ngày xưa, túi này tức là túi saline, là túi nước biển. Đây, hiện tại giờ thông số nó, cái dòng này sẽ được để trống. Đây là các thông số của túi ngực của khách hàng mentor, thể tích túi là 300cc, độ nhô trung bình. Bên trái là bên 300 và bên phải là 275. Tất cả các thông tin của khách hàng, ngực của khách hàng đều có được hiện thể hiện lên trên cái thẻ cái bảo hành cứng này. Rồi, một vài hình ảnh. Đấy, bên bộ phận cái kỹ thuật vừa mới chuyển lên cho chúng tôi một vài hình ảnh của khách hàng trước khi phẫu thuật. Đấy. Ngực hai bên gần như không có, teo lép gần như hoàn toàn. Bên phải nhìn còn một chút xíu ngực tuyến vú. Tương đối là gầy, khung xương sườn nhô lên. Đấy, khung xương sườn nhô. Và quần ngực giãn rộng. Rồi, đây là tư thế chụp check. Đây là tư thế chụp nghiêng, gần như không có ngực, không thấy một chút xíu độ nhô của tuyến vú nào. Đấy, điều này làm ảnh hưởng đến rất nhiều đến tâm lý cũng như thẩm mỹ của chị em phụ nữ. Đặc biệt là mà sắp tới lại là ngày của các chị em phụ nữ. Đấy, do đó nên không chần chờ, cuộc sống là không chờ đợi. Các bạn hài, bạn gái, khách hàng đã đến trung tâm thẩm mỹ Dr. D của chúng tôi để quyết định là tân trang lại vòng 1 để chờ chào đón. Hôm nay là ngày 26 rồi. Đây, hôm nay là ngày 26 và ngày mùng 6 rồi. Và 2 ngày nữa là ngày mùng 8. Đúng ngày là khách hàng có thể ra viện. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Đối với trước khi phẫu thuật thì ngực bên trái thể tích nhỏ hơn, ngực bên phải thể tích to hơn một chút xíu. Do đó chúng tôi đã quyết định bù là bên phải thì chúng tôi đặt túi 300 cho bên phải. Đấy, và bên trái thì chúng tôi đặt túi 275 cho bên trái. Rồi, các bạn quan sát và đánh giá khả năng bù của chúng tôi. Đây, đây là tư thế chụp check nhìn từ dưới lên. Đấy. Nhìn từ dưới lên. Đây là tư thế nhìn thẳng từ trên xuống. Đấy, vết mổ các bạn để ý là thông vết mổ thì đi qua đường quầng, do đó chúng tôi mà lại không thể cho các bạn xem được vết mổ được, và chúng tôi phải che cả đầu ti lẫn đường quầng, vì đây là một vài cái yếu tố nó mang tính chất là hơi nhạy cảm một chút xíu nên phải che đi. Đấy là các cái đường thiết kế trước khi phẫu thuật của chúng tôi đã được lau sạch. Hiện tại bây giờ tôi có thể sờ tay hoàn toàn bình thường, ngực rất mềm mại, rất tự nhiên. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rất mềm mại, rất tự nhiên, với một lực rất nhẹ nhàng, Đây là hiện tại vào thời điểm này thì vừa xong phẫu thuật thì khách hàng cái ngực vẫn còn đang căng và đang sưng nề do thuốc tê và do bóc tách. Đấy. Sau 45 phút thực hiện của chúng tôi thì hai ngực không cân đối trước khi phẫu thuật đã trở nên rất tự nhiên, rất cân đối. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy đây. Và thời điểm này thì khách hàng vẫn còn đang gây mê. Đấy. Đang được đặt ống nội khí quản gây mê. Thì ca mổ vừa mới kết thúc thôi. Đấy, sau ít phút nữa đây thì các bạn bạn gái sẽ được thoát mê, tức là rút ống nội khí quản để cho tỉnh lại và sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức sau mổ. Các bạn, bác sĩ sẽ quét camera đi các hướng để các bạn có thể hình dung được. Đây là trong tư thế nằm. Trong tư thế nằm thì ngực sẽ có độ chảy, nó sẽ không có độ nhô giống như khách hàng giống như đang ở tư thế đứng, chụp ở tư thế đứng. Tuy nhiên là cái điều này là hoàn toàn tự nhiên, ngực tự nhiên cũng như vậy, và ngực nhân túi ngực sau khi đặt túi ngực độn ngực thì cũng như vậy. Trong tư thế nằm sẽ có một độ chảy tràn sang hai bên. Tuy nhiên nếu mà trong tư thế đứng thì sẽ có độ nhô cao hơn, đẹp hơn nữa, sẽ còn hấp dẫn và quyến rũ hơn nữa. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở các góc độ khác nhau. Phía xa xa ở kia là người đẹp của chúng tôi. Đấy, có phụ điều dưỡng phụ mê có trách nhiệm là theo dõi và kiểm soát tất cả các thông số an toàn của thông số gồm dấu hiệu sinh tồn của khách hàng.
Hiện tại bây giờ khách hàng đang được theo dõi liên tục bởi hệ thống monitor và máy thở hiện đại. Máy thở, đây là máy thở này, ở đây là monitor, tất cả các thông số đã được hiện lên trên màn hình. Rồi các bạn, lại một lần nữa thì tôi có hình giới thiệu với các bạn một vài hình ảnh. Nhắc lại, giới thiệu lại một vài hình ảnh trước khi phẫu thuật của khách hàng để các bạn có thể dễ dàng hình dung. Đây là hình ảnh trước khi phẫu thuật của khách hàng ở trong tư thế thẳng, tư thế check bên trái, đây nghiêng bên trái, tư thế check bên phải, nghiêng bên phải, đấy, gần như không có gì ạ. Rồi gần như teo lép, gần như hoàn toàn. Nhắc lại, đây là một bạn gái 26 tuổi và đã là bà mẹ hai con, có chiều cao là 1m50, cân nặng là 43 kg, đến từ thủ đô Hà Nội. Sau khi đã sinh hai con thì gặp phải tình trạng, và cũng là đồng thời là chẩn đoán trước khi phẫu thuật của chúng tôi, đó là tình trạng teo lép tuyến vú hai bên sau sinh. Teo lép tuyến vú hai bên sau sinh có đặc điểm là, với một vài đặc điểm là tuyến vú teo lép không cân đối, bên phải vẫn còn một chút xíu tuyến, bên trái teo lép nhiều hơn, do đó thì gần thể tích tuyến vú còn lại bên trái là ít hơn bên phải, có độ lệch thể tích giữa hai bên. Và bạn gái thì tương đối là thấp, chiều cao là cũng khiêm tốn thôi, 1m50 thôi, và tương đối là gầy, khung xương sườn thì nhô, và lớp bề dày, lớp da mỡ dưới da thì hơi thấp. Rồi ạ, thì sau khi thăm khám và khai thác tình hình sinh đẻ và quyết định, chúng tôi đã quyết định là đặt lựa chọn túi ngực của hãng Mentor. Đây, bù bằng thể tích, sai, bù túi ngực, bù thể tích tuyến vú bằng túi ngực, sai khác nhau, một bên to hơn thì đặt túi nhỏ hơn, bên có thể tích tuyến vú nhỏ hơn thì đặt túi ngực to hơn. Hai, cụ thể là 275 cho bên phải và 300 cho bên trái, có độ nhô trung bình, có nhô trung bình của hãng Mentor. Đấy, của hãng Mentor. Rồi, bên trái là 300 và bên phải là 275. Đấy, của hãng Mentor. Nhắc lại tất cả các thông số các bạn có thể quan sát. Rồi. Các bạn có thể nhìn lại hình ảnh kết quả phẫu thuật của chúng tôi hiện tại. Thì sau khi phẫu thuật thì chúng tôi sẽ cho bạn gái tỉnh lại xuống và được chuyển xuống khoa ngoại nằm theo dõi điều trị sau khi phẫu thuật. Sau 2 ngày thì khách hàng sẽ được xuất viện vào đúng ngày 8 tháng 3, đúng ngày quốc tế phụ nữ. Và thì khách hàng sẽ được em Dung bỏ điện thoại. Sau khi khách hàng sau 2 ngày thì khách hàng sẽ được rút dẫn lưu và ra viện vào đúng ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Rồi, để chào đón ngày phụ nữ, khách hàng chúng tôi dành tặng hai túi ngực. Rồi, và để tái tạo nên một cặp núi đôi hấp dẫn, quyến rũ, tự nhiên để dành tặng cho khách hàng nhân ngày quốc tế phụ nữ. Thì một vài câu hỏi, một list câu hỏi. Rất cảm ơn các bác sĩ. Rất cảm ơn các bạn quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi fanpage của chúng tôi, và rất nhiều người cũng đã quan tâm đến cái dịch vụ thẩm mỹ đặt túi độn ngực, thể hiện bởi một list câu hỏi tương đối là dài. Ở phía dưới thì do điều kiện sức khỏe hôm nay bác sĩ nó hơi ho ho một chút, vì hôm nay trái gió trở trời, trời mát nên bác sĩ hơi ho. Vì điều kiện và sức khỏe nên bác sĩ không trực tiếp trả lời các câu hỏi của khách hàng, của các bạn ở phía dưới, mà sẽ để cho bác sĩ Điền sẽ inbox trực tiếp trả lời riêng cho các bạn. Các bạn có thể nhìn lại một lần nữa kết quả thuật của chúng tôi. Độ lệch thể tích trước khi phẫu thuật giờ đã hết. Đấy, thể hiện bù lại đấy là một núi đôi căng tròn tự nhiên và rất cân đối. Rồi vâng, xin nhắc lại, xin chào các bạn, xin chào tất cả các quý khách hàng đang theo dõi và follow fanpage của trung tâm thẩm mỹ Dr. D của chúng tôi. Tôi là bác sĩ Nguyễn Hoàng Cương,
tại trung tâm thẩm mỹ Dr. D có địa chỉ duy nhất tại tầng 8 bệnh viện Đông Đô, số 5 xã Đàn, số 5 xã Đàn, Kim Liên, Hà Nội. Chương trình tường thuật trực tiếp của ca phẫu thuật tái tạo ngực thứ 3 trên tổng số 7 ca của ngày hôm nay đã thời dứt, xin kết thúc tại đây. Ít phút nữa, trong khoảng 30-45 phút nữa, chúng tôi lại tiếp tục gặp lại các bạn trong những trường hợp, những khách hàng thân yêu của chúng tôi đã đặt tin tưởng, đã tin tưởng, trao niềm tin tại trung tâm thẩm mỹ Dr. D của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong 30-45 phút nữa. Xin chào, hẹn gặp lại.